Chào các bạn, hôm nay thì mình xin phép được giải đáp câu hỏi là độ tuổi nào thì thích hợp chỉnh nha cho bé. Bắt đầu từ 6 tuổi trở đi thì bé có thể chỉnh nha được. Thì chỉnh nha người ta sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn chỉnh nha tăng trưởng. Giai đoạn này sẽ kéo dài từ 6-7 tuổi đến 10-11 tuổi. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chỉnh nha toàn diện. Giai đoạn này sẽ bắt đầu từ 12 tuổi trở đi. Ở giai đoạn chỉnh nha tăng trưởng ấy, thì các bé sẽ được phát hiện sớm những cái lệch lạc ở vùng răng để chỉnh sửa sớm, hoặc là phát hiện những cái thói quen xấu. Đặc biệt hơn là ở giai đoạn này thì các bé sẽ được phát hiện những cái bất thường về ở xương hàm, để các bé sẽ được đeo cái khí cụ tác động trực tiếp lên xương hàm. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn chỉnh nha toàn diện, thì giai đoạn này là bắt đầu từ 12 tuổi trở đi. Đặc điểm của giai đoạn này thì tất cả các răng vĩnh viễn của bé đã mọc hoàn thiện ở trong khung hàm, cho nên là tất cả các răng sẽ được gắn các mắc cài để điều chỉnh lại những cái lệch lạc, những cái bất thường ở bộ răng của bé.